Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 400 token có ký hiệu là RBN nè mà. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà trong start chatbot mà. Rồi bấm bấm join này rớt. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Rồi, bấm đáp lên nào. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bấm đáp lên. Tiếp tục con follow tweet và tag ba người bạn của mình vào nè. Xin tag Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn tweet tag ba người bạn của mình vào nè. Mà tweet lên nè. Sau đó các bạn bấm đáp lên nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Join Discord để sao các bạn. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet nè. Trên nguồn app này thấy không không phó gì tên ta. Tết lại các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn xôn chào Discord nè. Mình rất là ghét cái thằng Discord này mà gặp hoài. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi các bạn tham gia thôi, các bạn chat cho bot một câu đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Tiếp tục bấm register nè. Rồi các bạn đưa captcha chữ watch hay gì đây, chữ watch là cái hộp 111 2G 4 5 cái hộp đó ta. Thôi cái đồng hồ sabet chữ bốc. Bốc là cái hộp nè. Rồi. Dùng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục còn gửi địa chỉ GBNB Smart Chain Bet 20 trên YouTube Flash của các bạn nè. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link và profile tại Twitter mình nha các bạn. Sang giờ Facebook mình nó bị phá hạt rồi, gửi sớm giờ không được nữa các bạn ơi. Rồi các bạn nhớ cho bác anh cùng nhấp vào chia sẻ. Quên sao chép. Chui thiệt. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên request nè. Để coi cái bài nào. Rồi là cái bài của nó nha các bạn. Cái bài dự án các bạn tăng 3 người bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi lên cho bot nè. Tiếp tục họ có cho Discord không bằng Elsonet nè. Tiếp tục mà điền là username Discord nè. Thì bạn mở Discord mình ra nha các bạn. Đâu rồi ta. Discord nè. Trên Discord thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép các bạn. Hết luôn chứ. Sao chép Quỳnh Nhân Anh thằng 6160 gửi cho bot nha các bạn. Thêm thằng 6160 rồi gửi cho bot nha các bạn. Phải không ta? Ok đúng rồi các bạn. Rồi hỏi có join tiếp kênh seller không thì các bạn join, có join thì bấm hello join net các bạn. Rồi có tweet thì bấm hello join net. Rồi các bạn bấm vào menu để lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nó kiếm tôi cần các bạn. Mi Balenci mình đã nhận được 400 token RBR nè. Dự án này mình không có biết random hay là sao nữa. Rồi vậy video này mới kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.